Vâng, xin được kính chào quý anh chị và các bạn đến với siêu thị ô tô BK Hà Nội, có địa chỉ tại số 17 Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, được mệnh danh là vương quốc gầm cao, hay còn gọi là vương quốc của những cái mẫu xe 7 chỗ gầm cao. Hôm nay chúng tôi mới về thêm một cái mẫu xe Hyundai Santa Fe các bạn nhá. Như vậy tổng cộng chúng tôi đang có 4 cái mẫu xe Hyundai Santa Fe đang có mặt tại siêu thị ô tô BK Hà Nội. Đây là mẫu xe full xăng, hay còn gọi là mẫu xe máy xăng bản full, sản xuất năm 2017 các bạn nhá. Đấy, 2017. Đây các bạn nhìn này, xe rất đẹp. Máy xăng các bạn nhá, máy xăng. Xe rất đẹp rồi. Bản full luôn các bạn nhé, bản full luôn. 14A27783 các bạn nhé, 27783. Xe thì phải nói rằng là không có điểm gì phải chê cả. Đây các bạn nhìn này, khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì các bạn sẽ phải quan tâm đến rất nhiều các yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, bị ngấm nước hay chưa, tháo cỏ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý các bạn hay không các bạn nhá. Ở phiên bản đặc biệt này thì đã được trang bị cái chức năng nhớ ghế đây. Đấy, chức năng nhớ ghế đây. Và phanh tay điện tử luôn các bạn nhá, phanh tay điện tử. Bên cạnh đó thì đã được trang bị cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama các bạn nhá. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đây các bạn nhìn. Chất liệu ghế da thì không có gì phải bàn cả, xe rất đẹp. Đẹp các bạn nhé, chất liệu của da, xe đẹp. Vô đăng lái các bạn nhìn này. Chất liệu đang làm mới các bạn nhé, chất liệu mới. Máy xăng các bạn nhé, máy xăng. Xe thì phải nói rằng công nghệ so với lại những cái dòng xe khác, ví dụ như là Fortuner hoặc là những cái dòng xe mà Sorento thì công nghệ con này nó ngập tràn hơn này. Có driver mode này, có quân mạng điện tử hỗ trợ đổ đèo đầy đủ hết các bạn nhá. Đầy đủ hết à. Gương chiếu hậu tự động chống chói, gạt mưa tự động đầy đủ. Đây các bạn. Trang bị đầy đủ nhá, động cơ xăng. Đấy, máy xăng các bạn nhá. Khá là đẹp. Đây. Đã được trang bị cái cốp điện này nhá. Cốp điện này. Con này thì anh chị em nào quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại của chúng tôi gọi nhá. 0965525989. Và chúc quý anh chị các bạn thì thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.